ơi, không chút kinh nghiệm mấy chỗ lần chỗ đó. Trời, mấy lần mà cũng không chút được kinh nghiệm ở chỗ này nữa mới đau chứ. Ơ đi con mẹ. Đèn quá. Ơ đi. Chán lắm vậy. Thằng cực rồi. Xin phép nhé. Ôi trời ơi, cái này dễ quá. Anh qua cái là xong ngay. Quên chút kinh nghiệm ở chỗ đó rồi. Ui trời ơi, trời. Này. Anh về nhi. Rồi, xem tụi nó về đích. Rồi, 9 trên 16. Rồi, hai đứa nữa. Rồi. Ôi trời ơi, mặt người chơi rồi. Ôi trời ơi, về đích đi. 12 rồi. Ôi trời ơi. Mời, mặt ăn rồi. Thằng trứng nữa. Rồi, thằng trứng về rồi. Tụi nó có đánh tay thì cũng ăn không ăn thua thôi. Úi trời ơi, mấy bạn giỏi về top mới đi. Kìa tí.
xay 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 xay, úi rồi. Lần này phải rút kinh nghiệm mới được, không phạm sai lầm này nữa đâu. Từ từ đấy, rút kinh nghiệm chỗ này ngay. Edit comment sai lầm quá. Đi nói không sai lầm mà lại thành sai lầm rồi. Đi thế đéo là hai thằng về đứt mẹ rồi. Chết rồi. Ăn cứt coi. Anh em ạ. Ấy da. Cố lên, cố lên. Không thể để thua được. Rồi, thắng rồi. Ôi giời ơi, suýt gục gà trước cửa hiên đường. Cho anh em xem tên nhé. Đấy rồi. Này phải cho chúng nó một trận mới được. Chàng vãi liền. Thôi xem mấy đứa còn lại vậy. Một đứa nữa. Ôi trời ơi, quả táo hắn mẹ nó rồi. Thôi chiến thắng rồi, xong hết rồi. Top mấy đi trời. Trời ơi, tôi top 4. Hôm qua top 5, hôm nay top 4. Thế cũng là kinh rồi. Thôi, hết xích nhé. Hôm nay tôi chỉ làm được tới đây thôi. Cảm ơn anh em đã xem nhé.